Đà Lạt, thành phố mộng mơ với bầu không khí trong lành, mát mẻ quanh năm, thu hút hàng ngàn lượt du khách đến mỗi năm. Tại đây, bạn được trải nghiệm một khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, thơ mộng, mê đắm lòng người. Đến Đà Lạt thì ở đâu? Hãy cùng Tico Travel khám phá top 10 villa Đà Lạt đẹp nhất trong video sau đây nhé! 1. Lan Anh Village Đà Lạt Resort. Lan Anh Village là một villa đạt chuẩn 4 sao với phong cách thiết kế hiện đại. Villa có vị trí ở ven hồ Tuyền Lâm, nằm giữa rừng thông vi vu thơ mộng. Hơn hết, phòng ốc được bố trí trang nhã, đẳng cấp, mang đến một trải nghiệm ấn tượng khó quên cho khách lưu trú. Trong từng căn biệt thự đều thiết kế không gian phòng bếp, phòng khách riêng biệt và trang bị đầy đủ tiện nghi sang trọng. 2. Villa Đà Lạt Stellar. Villa Đà Lạt Stellar được biết đến là điểm nghỉ chân với phong cách hiện đại, ấn tượng. Biệt thự có diện tích rộng rãi, phù hợp dành cho nhóm bạn hoặc gia đình đang muốn tìm nơi nghỉ dưỡng riêng tư, tách biệt với thành phố ồn ào. Villa sở hữu khuôn viên rộng, nhiều cây xanh để bạn trải nghiệm bầu không khí trong lành của Đà Lạt. Đây cũng là nơi lý tưởng để bạn tổ chức tiệc BBQ ngoài trời ấm cúng giữa thời tiết se lạnh của Đà Lạt. Đặc biệt, khi nghỉ dưỡng tại Villa Đà Lạt Stellar, bạn sẽ có những phút giây vui chơi giải trí thoải mái với các tiện ích có sẵn như dàn karaoke hiện đại, bàn bi lắc. 3. Villa Đà Lạt Rose. Mang tông màu chủ đạo là trắng, vô cùng tao nhã. Khi đặt chân tới Villa Đà Lạt Rose, bạn sẽ được nghỉ dưỡng trong một không gian cực kỳ thơ mộng. Nội thất thiết kế trong phòng được bố trí chủ đạo với gam màu gỗ và vàng, tạo cảm giác ấm áp và gần gũi. Biệt thự có các phòng nghỉ rộng thoáng, có tầm nhìn hướng ra khu vườn xanh mát. Mỗi phòng đều đã được trang bị tiện nghi hiện đại. Bên cạnh đó, căn villa này có khuôn viên tương đối rộng rãi, nhiều cây xanh, đảm bảo mang đến cho bạn cảm giác nghỉ dưỡng riêng tư bên người thân yêu của mình. 4. Villa Đà Lạt AOE. Nổi tiếng là villa không còn xa lạ với nhiều người, đến với Villa Đà Lạt AOE, bạn sẽ cảm nhận được một khung cảnh cực kỳ thơ mộng, đậm chất Đà Lạt. Villa xây dựng với hệ thống 5 phòng ngủ có diện tích rộng, thích hợp cho nhóm bạn hoặc gia đình đông. Khu vực sinh hoạt chung cũng vô cùng rộng rãi và thoải mái để bạn có những khoảnh khắc vui vẻ đáng nhớ bên người thân của mình. Phòng ốc được trang trí tỉ mỉ, bố trí đủ cơ sở vật chất nhằm đem lại không gian thoáng sạch, giúp khách nghỉ dưỡng thoải mái. Hơn nữa, trong khuôn viên của villa có bể bơi rộng, nước trong xanh, được vệ sinh sạch sẽ để bạn vui chơi và tổ chức các trò chơi dưới nước. Đặc biệt, vị trí của villa vô cùng tiện lợi cho bạn nếu muốn ghé thăm nhiều điểm đến nổi tiếng khác của Đà Lạt. 5. Villa Đà Lạt Valley View. Đến với Villa Đà Lạt Valley View, bạn sẽ được tận hưởng một không gian tràn ngập cây xanh, vô cùng gần gũi với thiên nhiên. Biệt thự Valley View sở hữu phong cách thiết kế trang nhã, view hướng ra thành phố thơ mộng. Ngoài ra, các dịch vụ đi kèm đầy đủ và chu đáo cũng khiến mọi du khách hài lòng khi lựa chọn nghỉ dưỡng tại nơi đây. Các trang thiết bị hiện đại giúp cho trải nghiệm của bạn được trọn vẹn hơn. 6. Villa Đà Lạt Pinali. Villa Đà Lạt Pinali có không gian cổ điển, xen lẫn kiến trúc độc đáo và hiện đại. Sở hữu gam màu chủ đạo là màu trầm, kết hợp với kem be, căn biệt thự mang đến cho du khách cảm giác ấm cúng. Cùng với đó là diện tích rộng, hai tầng thoải mái, phù hợp với những ai có nhu cầu đi du lịch cùng nhóm bạn hoặc gia đình. Điểm ấn tượng tại đây là khuôn viên xung quanh nhiều cây xanh, bầu không khí luôn mát mẻ, trong lành, thích hợp cho kỳ nghỉ dưỡng riêng tư vào cuối tuần. Phong cách thiết kế ấn tượng, nội thất bên trong đều được nhập khẩu cao cấp và hiện đại. Chính bởi vậy đã thu hút và làm hài lòng rất nhiều vị khách khi đến đây nghỉ dưỡng. 7. Villa Đà Lạt D House. Nếu bạn đang tìm một không gian rộng cho khoảng từ 20 người trở lên thì đừng bỏ qua Villa Đà Lạt D House. Đến đây, bạn sẽ được tận hưởng một không gian nghỉ dưỡng hiện đại, tráng lệ, tựa như những tòa lâu đài ở châu Âu. Villa nổi bật với vẻ đẹp sang trọng, tinh tế, kết hợp với nội thất khang trang và cao cấp. Nghỉ dưỡng trong một căn villa ấm cúng và lãng mạn sẽ giúp kỳ nghỉ của bạn thêm phần trọn vẹn. Khuôn viên khu nghỉ dưỡng còn có bể bơi để bạn có thể thoải mái thư giãn. Bên cạnh đó, villa có khu vực bàn ăn ngoài trời rộng rãi, phù hợp để tổ chức các bữa tiệc lớn nhỏ tại villa nếu khách có nhu cầu. 8. Villa Đà Lạt White Home. Khi đến với Villa Đà Lạt White Home, bạn sẽ bị hấp hồn bởi kiến trúc đậm chất châu Âu nguy nga tráng lệ. Không gian diện tích rộng với 8 phòng ngủ, thích hợp cho cả đoàn khách lớn. Các phòng nghỉ tại đây đều được trang bị các thiết bị tiện nghi, giường êm ái, mang đến một giấc ngủ thoải mái cho du khách. Đặc biệt, view phòng hướng ra rừng thông hùng vĩ chắc chắn sẽ khiến cho khách hàng vô cùng thích thú khi đi nghỉ dưỡng tại đây. Bên cạnh đó, nhờ có vị trí cách trung tâm không quá xa nên việc di chuyển và khám phá các nét đẹp hay các điểm ăn uống nổi tiếng tại Đà Lạt của bạn rất dễ dàng.
Với khuôn viên thoáng, nhiều cây xanh, Villa Đà Lạt White Home mang đến cho bạn một không gian nghỉ dưỡng vô cùng tuyệt vời. 9. Villa Đà Lạt Cẩm Tú Cầu. Mang đậm dấu ấn phong cách bohemian cổ điển vô cùng độc đáo, căn Villa Cẩm Tú Cầu trở thành một điểm dừng chân quen thuộc của biết bao du khách. Đặc biệt, đến đây, bạn sẽ có cơ hội trải nghiệm một không gian nghỉ dưỡng cao cấp, tiện nghi, hiện đại hàng đầu Đà Lạt. Bên cạnh đó, với số lượng phòng ngủ lớn lên đến 11 phòng, bao gồm các phòng đôi và phòng đơn, Villa Cẩm Tú Cầu phù hợp với những đoàn khách lớn và đông người. Hơn hết, biệt thự được trang bị tiện nghi hiện đại, cao cấp, mang lại một trải nghiệm nghỉ dưỡng tốt nhất cho khách hàng. Cũng chính bởi khuôn viên rộng, sức chứa lớn mà Villa Đà Lạt Cẩm Tú Cầu đã nhận được sự yêu mến của biết bao du khách. Đặc biệt, dịch vụ BBQ cao cấp cũng sẽ giúp cho chuyến nghỉ dưỡng của bạn trở nên vui vẻ và náo nhiệt hơn nhiều. 10. Villa Đà Lạt Camellia. Là điểm nghỉ dưỡng vô cùng quen thuộc của nhiều du khách khi đến với Đà Lạt, Villa Đà Lạt Camellia với phong cách thiết kế sang chảnh, xa hoa sẽ mang đến một không gian nghỉ dưỡng thoải mái cho du khách. Biệt thự có tông màu chủ đạo, trong thiết kế là màu trắng kết hợp với màu nâu gỗ, tạo cảm giác ấm cúng, gần gũi nhưng vẫn mang nét tinh tế và sang trọng. Các phòng ngủ được thiết kế ban công rộng rãi, bạn có thể mở cửa ra bên ngoài để ngắm hoàng hôn và chiêm ngưỡng cảnh đẹp thành phố Đà Lạt thơ mộng. Với không gian thơ mộng và ấn tượng như vậy, chắc chắn điểm nghỉ dưỡng này sẽ mang lại cho bạn nhiều ấn tượng khó quên. Trong video này, Tico Travel đã chia sẻ đến bạn top 10 villa Đà Lạt tuyệt đẹp mà nhất định các bạn không nên bỏ lỡ nhé. Đừng quên chia sẻ cảm nhận của bạn ở dưới phần bình luận, nhớ ấn like, subscribe để theo dõi những video tiếp theo của Tico Travel nha. Chúc du khách có một chuyến đi thật nhiều kỷ niệm tại thành phố thơ mộng này nhé.